dễ cháy. Nữa dễ cháy. Lần qua đây thì làm gì có nước như thế này. Các bạn có thể xem cái video khác này nè.
video khác là không có nước đến đây đâu. Hôm nay thủy triều lên nước nó mới đến đây nhiều như này. Nhiều người ra đây đón. Bây giờ là 1:30, 1:35. Thì chiều lên á chưa?
rẽ trái. Biển cái như thế nào nhỉ? Chạm cái gì nhỉ? Có là camera kìa. Chạm camera theo dõi sóng thần. Rẽ trái. Đi tiếp 1,5 km nữa. Thank you.
300m nữa, rẽ phải. Trái. Dễ trái.